quẹo sao đâu, chạy quẹo sao vậy đó hả? Đó, quẹo sao đâu, chú chạy xe ngoài đường rồi con quẹo sao đâu. Nam quẹo xe lại đây nào. Đường đi, xe nó đụng con đó nè, mang dép vô, mang dép ngược. Nói, chạy xe đụng vô ba vậy đó. Nam cầm cố ý hả? À? Sao con mang dép, mang dép vô. Rớt điện thoại ba thấy chưa? Nam ăn cơm chưa? Sáng giờ ăn nhiêu món rồi? Nam ba hỏi nè, sáng giờ con ăn cái gì à? Sáng con sáng với gì à? Xe gì kìa, xe gì chạy xuống kìa. Nam sáng ăn gì con? Con ăn gì? Phở hả? Rồi ăn gì? Phô mai, bánh chuối, ở gì nữa? Gỡ gì nữa? Bao. Ai kìa, ai đi xuống vậy? Ai đi xuống kìa? Ông gì? Sợ không? Quay qua cho coi đường, đường ca đường góc nghiêng thần thánh của con coi. Sao lúc này chạy xe chân để vậy đó hả? Coi kìa, coi chân kìa, chân để gì nè. Rồi không mang dép mà chạy hoài nha. Ba kêu mang dép vô nha. Ba ẩm nữa, ba ẩm sao quay qua quay lại ba ẩm vậy? Bị đòn bây giờ. Mang dép vô. Thấy vậy, con mang dép vô đi mới thấy. Vô ăn cơm nè, rồi đó. Bữa nay làm chuyện nè. Ăn cơm trước. Đói bụng chưa? Đâu, bằng bụng đâu? Kìa, kìa má. Má nói ăn cơm kìa, bay đi. Bay mẹ đi. Bye bye mẹ đi. Xe gì vậy? Xe gì? À. Bơ mấy giờ ở lên mà? Năm giờ, giờ này nó ăn cơm. Chéo cặn ngỏng. Này nó 5 giờ nó về ăn cơm. Nó ăn chén cơm có 5 giờ cho tới 6 giờ. Lúc trễ có đâu đút được. Ráng ép chồng bằng con chơi gì Nam? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ờ, ngoại đó hả? Ngoại đang làm gì? Ờ, hết hồn hả? Thank you.
Nam hò hò đi con. Nam lại hò hò đi. Không chạy xuống, té đó. Té đó nha. Con ba chơi với ngoại kìa. Chạy qua ngoại đi. Đó, chạy qua kêu ngoại đi. Coi chừng lọt xuống đó nha, chạy đàng hoàng đó. Coi kìa, coi ngồi kìa. Coi nó ngồi kìa. Ngồi mà làm gì á, chân cẳng làm gì á. Gớt té nó, bà chụp không kịp là té đó, thấy không, chạy vô té này, gớt xuống cái bậc, bây giờ quẹo vô. Bà ngoại vô đúng tiền cho con. Vô đúng tiền. Té đó, quẹo vô. Làm chơi gì đó. Con chơi gì đó.